thì kênh của em với gia đình của em á sẽ có một ít măng ha, thì em có mua một ít măng khô với hôm nay em có một con gà, thì hôm nay em sẽ nấu bún măng gà ha. Bún măng gà thì ở đây em có gà ri nha các bạn, thì em nấu bún măng gà ri với lại em có mua một ít miếng đậu hũ, em sẽ bỏ đậu hũ vô thêm ha, thì có đậu hũ trắng á, nên em bỏ ít miếng đậu hũ trắng vô luôn. Thì cái phần măng nè các bạn thì mình sẽ đem ngâm ha, mình ngâm nước ha các bạn, ngâm nước mình xả rửa nha các bạn, rồi mình sẽ sợi nhỏ ra ha. Còn cái phần gà hôm nay á, gà em không chặt cục mà em sẽ luộc nguyên con đó các bạn, mình sẽ xé khoai ăn nó rất là ngon ha. Gà ghi mình xé khoai á, gà mà thường ăn xé á, thì nó ngon hơn cái phần gà mà mình chặt cục nha các bạn. Thì em sẽ nấu bún măng, hôm nay em sẽ nấu bún măng gà, nhưng hôm nay em sử dụng gà ri nha các bạn. Thì có ít ớt để mình ngâm, muối ớt á, muối ớt để mình ăn kèm với chấm thịt gà các bạn, ít hành lá để mình nêm nha. Rồi bắt đầu mình theo em mình lên mình luộc gà nha các bạn. Rồi ha, cái này mình sẽ bắt cho mình một nồi nước sôi như thế này các bạn, sẽ cho gà vào mình luộc nha các bạn. Mình sẽ cho cái phần gà của mình á, cho gà nguyên con của mình vào mình luộc luôn nha các bạn. Gà các bạn cho mình một chút xíu muối nha. Luộc gà để gà luộc nha. Bắt đầu mình sẽ trở gà nha các bạn. Mình cho gà vô luộc nha. Mình sẽ trở gà thường xuyên nha, cho con gà một tính nhiều các bạn. Khi con gà mình ăn ổn chưa nha. Khi cái bụng gà rất là dai nha. Nên mình hầm tính hơi lâu á. Da và chắc các bạn, chắc lắm nha các bạn. Xong rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho em một cái nồi nước như thế này ha. Mình sẽ khi cái măng của mình á ngâm lại các bạn, mình sẽ cho em cái nồi nước. Nước thì trong đây em sẽ cho một ít sả cây như thế này vô ha các bạn, để mình luộc chung á, cho cái khử cái mùi của cái mùi măng á, nó không hôi ha. Đó, măng khô nó rất là hôi. Thì mình sẽ luộc chung với cái sả để tí cho cái phần sả ra nha các bạn. Rồi trong cái nước luộc mình sẽ tưới cái bắt đầu ha, mình sẽ cho muối vô nha các bạn. Thì cái măng của mình ngâm mình sẽ sợi ra như thế này rồi ha các bạn. Măng mình sẽ ngâm mình sẽ sợi ra như thế này ha. Đó là mình sẽ luộc nha các bạn. Nước sôi mình sẽ cho cái phần măng vô hết nha. Mình luộc hết cái phần măng nha các bạn. Đây em sẽ sợi sẵn hết rồi ha. Sau khi mình ngâm xả nước cho nhiều lần nha các bạn. Đó. Rồi mình sẽ xoay xả, bắt đầu mình sẽ đi luộc cái phần măng này. Mình luộc cho đến khi cái phần măng nó sôi lên nha các bạn, nước nó sôi lên nha các bạn, nhưng trong lúc này rất là thơm nha các bạn. Rồi các bạn, khi cái phần măng của mình nó sôi lên rồi các bạn, mình sẽ luộc trong khoảng 3 phút 5 phút nha các bạn, tùy theo cái lượng măng các bạn nó đã mấy bạn ngâm lâu hay là mau nha các bạn. Nếu các bạn thấy măng nó mềm là được rồi ha, nó nổi bung lên là được rồi nha các bạn. Đó.
ăn bột xôi như này ha, mình giúp cho cái măng nó cũng ra màu hết ha, nó ra màu hết á, trắng đó nữa, trắng măng nha các bạn, măng nó nhỏ rồi trắng. Thơm trong lúc này rất là thơm ha, chị cái mùi măng với xả các bạn, thơm lắm các bạn. Xả với nước lạnh khoảng 2-3 nước nha, cho nó ra hết cái mùi hôi của măng nha các bạn. Rồi hết các bạn, mình sẽ ghim thử cái phần gà của mình mềm chưa, rồi bắt đầu cái gà mình mềm rồi mình vớt ra nha các bạn. Đó, mình vớt ra ha, mình sẽ nêm nếm cái nước nha các bạn. Rồi hết các bạn, mình sẽ cho cái phần đậu hũ của mình vô hết các bạn. Đó, đậu hũ mình cắt miếng vuông vậy ha. Sẽ cho cái đậu hũ vô. Các bạn thích ăn đậu hũ thì mình cho đậu hũ, còn không thích ăn thì mình khỏi cho đậu hũ vô cũng được nha các bạn. Rồi, mình sẽ cho cái phần đậu hũ vô nha. Các bạn cho mình khoảng 2 muỗng hạt nêm hết rồi. Nãy mình có luộc gà mình có bỏ một tí muối vô rồi ha các bạn. Nên mình sẽ không sử dụng hạt nêm ít ha, cho một xíu vàng bột ngọt thôi nha các bạn. Tăng thêm ngon đó các bạn cho em một chút xíu đường phèn ha. Mình sẽ đợi cái phần nước của mình sôi lên đó các bạn. Rồi hết các bạn, khi nước mình sôi mình hết bọt các bạn, mình sẽ nêm cái phần nước của mình vừa ăn kia ha. Nếu các bạn ăn liền á thì mình có thể mình cho cái phần măng vô luôn nha các bạn. Còn nếu mình chưa ăn liền á thì mình cho cái mình xào măng ha, xào măng ra để riêng ha. Cái này nó sôi rồi ha các bạn, nước vừa ăn rồi ha, mình cho ít măng vô nha các bạn, để cho măng vô ha, cho cái lượng măng vừa đủ của ăn của mình thôi nha các bạn. Rồi như vậy là chỉ múc ra tô mình ăn thôi nha các bạn. Rồi ha các bạn, mình sẽ trình bày ra tô như thế này ha các bạn, mình sẽ để cho một ít mình ăn kèm đó, với muối ớt nha các bạn. Đó, đây em có một tô bún măng. Gà rất là ngon, nước thì ngọt các bạn.